phanh phui bí mật tày trời của cặp đôi 10X sau những lần vào nhà nghỉ. Cặp đôi 10X này lén lút mang ma túy đến nhà nghỉ để bán cho người nghiện bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Trương Ngọc Hà, sinh năm 1991, Trần Tấn Bửu, sinh năm 2000, Trần Thanh Sang, sinh năm 2001 và Trần Đoàn Dương, sinh năm 1991, cùng chú huyện Gò Dầu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 29 tháng 3, tại nhà nghỉ T, N thuộc khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Bửu và Sang bán trái phép chất ma túy cho hai người nghiện. Lực lượng chức năng thu giữ 5 bịch ni lông chứa ma túy, trọng lượng 1,83 gram, cùng một số đồ vật khác có liên quan. Làm việc với công an, Bửu và Sang khai nhận mua ở khu vực biên giới huyện Bến Cầu với số tiền hơn 5 triệu đồng mỗi lần, rồi mang về phân nhỏ ra bán lại cho các người nghiện trên địa bàn. Trước đó, Bửu điện thoại rủ Hà góp tiền đưa cho Dương, sinh năm 1991, mua ma túy đến nhà nghỉ trên. Tại đây, các nghi phạm này phân nhỏ số ma túy trên để tiêu thụ. Qua kiểm tra, các nghi phạm đều dương tính với chất ma túy. Được biết, Bửu có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.